Question 277. A second mortgage is also called a __. A. Seller carryback. B. Junior lien. C. Primary loan. D. Both A and B. Correct answer is D. Both A and B. Câu hỏi 277. Thế chấp thứ hai còn được gọi là A. Người bán trả lại. B. Quyền thiếu niên. C. Khoản vay chính. D. Cả A và B. Câu trả lời đúng là D. Cả A và B.